Hello, xin chào mọi người, lại là đi đây. Hôm nay mình lại gặp nhau trong một video về giảm cân. Yeah. Thì mình đã hứa với mọi người là sẽ làm một cái video về cách mà mình giảm cân. Thì đây, hôm nay mình đã thực hiện lời hứa. Sau 4 tuần thì mình đã có đủ can đảm để làm cái video này. Cho nên là mình hy vọng là mọi người sẽ xem hết video nha. Thì cái câu hỏi muôn thuở cho những người mà mới bắt đầu giảm cân sẽ là bắt đầu như thế nào và bắt đầu ra sao, khó không? Thì thật sự khi mà chọn giảm cân thì mình phải hoàn thành nó một cách nghiêm túc. Thì Ly đã chọn thay vì mình tự đi tập, thì ngày xưa Ly cũng đã từng tự đi tập từ ăn kiêng rất là nhiều lần và chưa bao giờ giảm cân thành công. Cho nên lần này Ly đã quyết tâm tiết kiệm một chút, nhưng mà Ly đã thuê huấn luyện viên riêng để tập. Thì đây cũng là một cái phòng gym nhỏ nhỏ thôi, chi phí cũng không quá là mắc. Và cái anh huấn luyện viên thì cũng dễ thương, ở đây thì mọi người giống như một gia đình vậy đó. Mình tới đây tập thì quen mặt với mọi người đó thì cũng vui lắm. Thì cái phòng tập này á, thì mình tới đây một tuần tầm 3 tới 4 buổi, tùy vào cái thời gian của mọi người. Mọi người có thể lên động cái thời gian thì Ly tập tầm buổi trưa, tập buổi trưa nó mới hăng. Ăn xong, ăn cơm xong, sau nửa tiếng thì Ly sẽ đi tập. Thì cái tạng người của Ly thì bắt buộc phải tập những cái bài rất là nặng, bởi vì mập cái phần thân dưới nhiều lắm, tích bụng cái phần mông nè, mùng đùi với lại vòng bụng á. Cho nên là phải tập kết hợp tất cả những cái bài để có thể mà xuống ký được. Thì ngoài huấn luyện viên luôn ở bên cạnh động viên hỗ trợ thì còn có Jun nữa. Jun cũng đi theo mình đó, đi cũng tập theo mình, làm cho mình không có cảm thấy là cô đơn, làm cho mình không có cảm thấy là buồn nữa. Nó có người đi tà đi theo cũng vui. Bạn nào mà có người yêu thì mình hy vọng là hai người có thể đi tập cùng nhau đó, vừa đẹp nè, lại vừa vun đắp cho tình yêu, đúng mọi người. Thì có một số bạn có nhắn tin trên Instagram hỏi mình là chị ơi, tập gì để giảm mỡ bụng, tập gì để giảm bắp tay, tập gì để giảm mông, giảm đùi. Thì thật sự là các bạn phải tập hết tất cả, các bạn không phải gập bụng là nó nhỏ bụng, không phải các bạn sẽ quát là nó mông to đùi thon đâu. Và các bạn phải tập phối hợp với nhau, xong rồi tập những cái bài về tăng cơ nữa, những cái bài về nâng tạ đồ này kia để mình cho cái cơ, mình xây dựng cái cơ của mình. Và đừng có nghĩ là tập những cái bài đó thì các bạn sẽ bị thô. Con gái nó không có lên cơ được như con trai đâu mọi người, trừ khi mà các bạn uống thực phẩm chức năng rồi mấy cái hormone đồ này kia, chứ còn con gái thì mình thì không có thể nào mà lên cơ mà nhìn thô được như con trai đâu. Thì ở phòng gym này nó giống như là một cái lò giảm cân. Ở đây là sẽ có những bạn mà phân mình nữa, thì làm cho mình là cảm thấy mình cái con đường giảm cân của mình nó ngắn hơn người ta, con đường của mình nó dễ dàng hơn người ta, cho nên là mình phải cố gắng hơn đó, mình phải nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Mình không thể nào mà lơ là, mình không thể nào một phút yếu đuối mà mình ăn mình ăn quên tổ quốc được. Ngày xưa giống kiểu ồ thôi ăn một miếng thôi, không sao đâu, ngày mai mình lại tập. Nhưng mà không, bây giờ là Ly thật sự là Ly đã thấm nhuần cái tư tưởng là kiểu ăn một miếng sẽ có miếng thứ hai đó, ăn hôm nay là sẽ có ngày mai mình lại ăn tiếp. Vậy là không được, mình phải nghiêm khắc với bản thân cho tới khi nào mà mình đạt được cái kết quả mong muốn thì thôi. Trời ơi, huấn luyện viên ở đây ác lắm mọi người. Mình phải tập hết những cái bài mà anh đưa cho, rồi những cái rep cuối cùng là mình phải cố gắng hơn. Mình mà thiếu một cái thôi, mình thiếu một rep thôi là bắt tập lại 5 cái. Trời ơi, thật là nhưng mà thật sự là nó có hiệu quả rất là nhanh. Những cái ngày đầu mình đi tập thì cảm thấy nhức nhối hết cả người luôn, nhức lắm mọi người.
nhức kinh khủng, từ bụng nè, từ mông nè, từ đùi nè, cảm giác không thể nào mà mình đi được, nhiều là kiểu khi mình vừa tập mà mình muốn khóc bởi vì mình quá mỏi đi. Nhưng mà qua ngày hôm sau mình cảm thấy người mình nó nhẹ hơn một chút xíu, cái bụng mình nó phẳng lên một chút xíu, trời ơi sướng. Thì ngoài tập luyện ra, tất nhiên là mình phải chú ý đến cái thực đơn ăn uống hàng ngày của mình. Thì thực đơn ăn uống của mình rất là đơn giản, chỉ là không có ăn tinh bột xấu nè, mình hạn chế không có ăn đồ ngọt nè, không ăn mặn đó, ăn rau, ăn ức gà, ăn cá, ăn sushi cũng được đó, ăn trái cây nữa thì càng tốt vậy thôi. Và đây, sau 4 tuần tập luyện thì Ly đã xuống được 4kg và vòng bụng là xuống được tổng cộng 10cm nha mọi người. Thật sự mừng hết nước mắt luôn á. Kiểu như là công sức đền đáp sau 4 tuần mà môn trong phòng kim ăn uống kim khang hết sức cực khổ. Thì mình sẽ không thể dừng lại ở đây đâu. Mình sẽ tiếp tục tập luyện và mình sẽ update cái quá trình giảm cân của mình cho mọi người biết nha. Thì mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment ở phía dưới. Mình rất là vui khi được đồng hành cùng với mọi người trên con đường giảm cân. Video tới đây là hết rồi. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Bye bye!